Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Chủ xe hối tiếc với Raider 1/10 nâng cấp đầy tâm huyết được gả cho người chủ mới. Cái chiếc Raider 1/10 là một trong những cái mẫu Underbone đậm chất thể thao khi được thừa hưởng động cơ là siêu khủng khiếp, cho tốc độ kinh khủng và nó nhanh chóng được các biker Việt Nam lựa chọn dùng để độ chế. Mỗi bản độ đều là ấn tượng sâu sắc riêng, dẫn chứng là chiếc Raider 1/10 độ kiểm bên dưới đây. Được biết người chủ làm cho em ấy một cái album kỷ niệm trước khi gả cho người chủ mới vì lý do nào đó, nhưng thực sự rất là tiếc nuối vì đây là bản độ đầy tâm huyết của mình. Xem qua tổng thể ta thấy dù thay đổi rất nhiều chi tiết nhưng chủ xe vẫn giữ trên mình bộ áo nguyên thủy với cái gam màu xanh nước biển. Đi cùng đó là những món đồ chơi đắt tiền được bố trí trên xe hướng đúc phong cách đi kiển. Xe được trang bị cho mình cái cụm thắng của Rainbow AZ đi cùng với bình dầu rời. Đây là mẫu tay giúp hỗ trợ cho việc xử lý phanh có độ ổn định cao nhất trong mọi tình huống. Ngoài ra nó còn hướng chuyển với một cái đẹp đầy tinh tế khi tay cấu tạo từ nhôm CNC được tích hợp chống gãy và nấm chỉnh khoảng cách. Tay con tim em cấu tạo từ nhôm CNC đến từ Ý, bên cạnh là cụm công tắc chuyên dụng từ hãng Domino. Tổng thể vị trí ghi đông ta thấy nó được nhấn mạnh bằng lọc ốc chụp chẽn 3 cấu tạo từ Titan. Để cho tốc nhanh hơn, người chủ đã trang bị cụm tăng tốc Domino với hành trình ga được cút ngắn kể giúp chiếc xe chạy tốc nhanh hơn. Phía trước được trang bị cho mình bản tên Titan, hệ thống phanh nâng cấp mạnh mẽ với đĩa gaffer kết hợp cùng hệ Rainbow 2bit cái bản logo đỏ có mức giá khoảng là 4 triệu đồng. Được ghép hoàn chỉnh lên xe bắt buộc người chủ phải gia công thêm cái bát nhôm CNC chạy từ máy cho độ chính xác được cao. Cái dòng Hell có nhiệm vụ truyền tải dầu thẳng. Hệ thống cái giảm sốc sau Hollin đi cùng với bình dầu rời. Đây là một trong những món đồ chơi quan trọng góp phần quyết định cái sự dễ chịu êm ái đối với người ngồi. Với cái bộ phục tốt có mức độ nhún nhảy hợp lý, chiếc xe đạt được vận tốc cao nhất khi bò cua nhưng vẫn đảm bảo cái sự cân đối tối ưu. Độ nhún, độ nảy của phục hoàn hảo, có thể kiểm soát chứ không phải là nảy một cách theo quán tính. Nếu như cái phục được trang bị thêm bình dầu thì càng tối ưu hơn bởi bình dầu được cấu tạo bên trong dưới hai lớp dầu và khí tơ. Khí tơ quyết định cái độ nặng nhẹ của giảm sóc khi đường truyền tải theo kết cấu chịu được nén. Các hệ thống phanh sau được nâng cấp tương tự bánh lái trước với heo Rainbow 2bit đối xứng logo lớn quay ngược hoặc là sự hỗ trợ của bát nhôm CNC chạy từ máy. Thực tế thì heo Jin không quay ngược như những mẫu heo Rainbow bởi phần lưng này hoàn toàn kính, không có khe hở. Còn đối với những mẫu heo Rainbow thì trọng lượng nhẹ, phần lưng của heo có chút chịu bố và có khe hở, giúp đất cát có động lại trong heo sau một thời gian sử dụng dài. Bản độ đầy tâm huyết đến từ Baker Tiền Giang. Sacha 1/10 độ ngất ngây với cái dệt ghi đông bạc chị dẫn đầu những cái sức mạnh ở phân khúc là 2 bậc Underbone 150 hiện nay. Có thể nói cái chiếc Sacha 1/10 đang là một cái dòng con tay làm điên đảo những người đam mê tốc độ cỡ nhỏ. Chiếc xe còn là tâm điểm những tay chơi thích dọn kỹ và khi ra đời hàng loạt những bản nâng cấp không chỉ đẹp, độc, đỉnh mà chiếc xe độ này còn đem lại cái phần hiệu năng sử dụng rất cao. Lượt bỏ đi một cái bộ chìa khóa cơ nguyên bản, người chủ đã nâng tầm chiếc xe yêu của mình khi trang bị một khóa smart key nhằm đem lại tính an toàn tốt hơn, chống chậm cướp và đi kèm với đó là một số chức năng phụ cần thiết trong cái chiếc xe trong quá trình dùng hàng ngày như tìm xe trong bãi đổ, khóa xe từ xa là tiện lợi. Nếu như những tay chơi khác hướng tới cái ốc Titan thường lựa chọn những cái tông màu xanh, tím, vàng vân thì ở bản độ này người chủ giữ nguyên cái màu trắng nguyên bản cho chiếc xe thêm phần sang trọng, không quá sặc sỡ, khoét rộng hơn cái phần bẩn ở bên trái để chiếc xe lắp được cây chịu lực matrix kẹp sườn với 16 lớp chỉnh nặng nhẹ để chống sàn lắp đầu xe ở độ cao. Sử dụng trên mình cái cụm tay con tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino được anh em chơi xe kiển hiện nay là vô cùng ưa chuộng bởi mức giá thành không tới 3 triệu đồng nhưng được trang bị rất nhiều phần hiệu năng phụ cho người sở hữu nó. Cái phần đầu tay con để chống chày có thể
người chủ đã bọc bên ngoài một lớp cao su. Đây là một cái phương pháp rất tốt để sản phẩm đẹp mãi với thời gian mà không làm mất thẩm mỹ của xe. Còn đây là những góc ảnh của bộ cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với cốt combo miễn dịch của gia đình Domino, bao gồm cái cụm on up, cụm tăng tốc, đem lại tính năng ưu việt cho chiếc xe mà một cái chiếc xe sim không bao giờ có được. Hệ thống treo sau ứng dụng cho mình là phục hoa lim và dầu rời để tăng thêm cái sự nổi bật của chiếc xe. Phần nhựa nhám của chiếc xe đều vài chi tiết được tháo bỏ hết hoàn toàn để chiếc xe thêm chút gọn gàng hơn và sử dụng rất nhiều chi tiết đồ chơi. Hai thở được ứng dụng bằng một cây bô tăng STP được kho nóng độ cao, lên màu trông rất ấn tượng và cái điểm nhấn màu sắc toàn bộ phần dàn áo đen của chiếc xe. Dàn chân được hạ xuống bánh căm cho chiếc xe có một cái trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn di chuyển ở trong thành phố. Và giá của chiếc Sedan F1 2009 hiện nay rơi vào tầm 55 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc và chiêu gồm thế pha biển số. Cảm ơn các bạn hãy giờ clip này để tiếp nhớ like, subscribe.